sáng tài năng. Ở nhà ít ăn lắm hả? Ăn nhiều vô mới có sức hát phải không? Bài này là con xác định là mình hát giọng Bắc thì mình hát Bắc ngay từ đầu luôn. Cô vẫn nghe con lai lai nam ở trong đó, bây giờ con bắt hẳn cho cô luôn, được chưa? Con hát con mở miệng nhỏ xíu à, mà khi mình mở miệng nhỏ xíu âm thanh mình nó bị giữ ở trong, nó không có sáng ra ngoài được. Anh xin mời em đó, phải mở to ra chứ, con đừng có sợ con mở to ra rồi nó bay vô con hát không có được. Cái hàm răng của con nó cứ cắn chặt vậy nè, là âm thanh của con nó đâu có ra được. Bây giờ phát, anh xin mời em đi về miền quê xa lắc lơ. Anh xin mời em đi về miền quê xa lắc lơ. Hát luôn như tông của cô luôn á. Tông này nó khó chịu ghê. Anh xin mời, con hạ cái hàm dưới con xuống. Ừ, anh xin mời em. Còn con đó, anh xin mời em là con đang bị cứng cái chỗ này. Con hát là nó vô cổ hết trơn, con mệt lắm. Mà âm thanh con nó không có sáng. Ngoại, con đang ngoại. Cứ bị cái này. Giờ về nhà tập cho cô. A-I ngoại. Đó. Anh xin mời em đi về bên ngoài. Đúng rồi. Nơi anh chào đời, tất cả các chữ luôn. Qua bao ngày thơ, kỷ niệm mộng mơ anh đã ghi. Bao nhiêu năm qua, chẳng về làng quê. Chắc ngoại đã già, tóc bạc da mồi. Đó, đọc như vậy thì có hơi ngớ ngẩn chút xíu. Mình nhìn vô gương mình thấy mình ngớ ngẩn lắm, nhưng mà nó rất giúp ích cho con cái phần hàm của con. Anh xin mời em đi về miền quê xa lắc lơ, nơi quê hương anh có hàng dừa xanh, có hoa câu hò thắm tình dân tộc. Trời ơi con ơi, nó hay lắm đó nha, con phải nhớ nghe chưa, hứa cô là nhớ đi con, hứa chưa hút méo. Về nhà tập nghe không con? Nhớ hả miệng? Đó bây giờ kêu tên cô đi. Võ Hạ Trâm. Võ Hạ Trâm. Nói vậy đi nha. Về quê ngoại của Quang Linh thì Trâm rất là ấn tượng với giọng hát của cậu bé này. Đang ở cái lứa tuổi vỡ giọng ra, cũng rất là khó khăn để mà có thể kiểm soát được cái chất giọng của mình. Nhưng mà Linh thì lên hát ngọt lắm. Cái giọng hát hay mà Trâm nghe Trâm thích lắm. Mỗi cái lứa tuổi sẽ có một cái cách thể hiện khác nhau. Bởi vì bé là bé, thế mạnh của bé là dòng nhạc đó thì bé phải chọn dòng nhạc, chọn cái dòng nhạc đó. Chứ nếu mà bắt bé hát một bài hát thiếu nhi bình thường thì nó sẽ uổng với cái giọng hát này. Cái giọng hát này là một cái giọng hát mà chúng ta nên đào tạo để phát triển nhiều hơn. Trải nghiệm thì làm sao trải nghiệm bằng những đàn cha đàn chú đã đi qua, nhất là những dòng nhạc này, nhưng bé sẽ truyền đạt theo cái cách nhìn của mình, theo cách nghĩ của mình, nó trong sáng hơn. Đó, để cho các bạn trẻ cùng trang lứa nghe được, thích được và hiểu được. Đúng quýt, tỏa sáng tài năng.